phản ném biên kiến tạo tái hiện tại Premier League. Tối ngày 21 tháng 5, Weston McKennie giúp Leeds dẫn trước West Ham bằng một quả ném biên mạnh. Phút 17, Leeds được hưởng ném biên. Weston McKennie lấy đà rồi ném mạnh bóng vào vùng cấm. Rodrigo chọn vị trí chuẩn xác để tung cú vô lây, không cho Fabinski cơ hội cản phá. Sau 18 lần ra sân, McKennie mới có pha kiến tạo đầu tiên tại Premier League mùa này nhưng lại không phải bằng chân. Cựu cầu thủ Juventus tái hiện lại hình ảnh của Rory Delap, cựu tiền vệ từng giúp Stoke City ghi nhiều bàn tại Premier League bằng những cú ném biên mạnh và chuẩn xác. Bàn thắng của Rodrigo giúp Leeds vượt lên dẫn trước West Ham ở trận cầu mang tính quyết định số phận tại Premier League. Trước đối thủ đã chắc chắn trụ hạng, Leeds cần giành 3 điểm để nắm quyền tự quyết trong cuộc đua với Everton. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Sam Allardyce lại không thể bảo toàn lợi thế. Phút 32, West Ham đã có bàn gỡ hòa sau pha phối hợp ăn ý giữa Jarrod Bowen, Declan Rice. Tiền vệ người Anh không bị ai kèm và thoải mái dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Với tỷ số hiện tại, Leeds vẫn xếp sau Everton với một điểm ít hơn, 32 so với 33. Ở vòng cuối, Leeds sẽ phải chạm trán Tottenham trong khi Everton gặp Bournemouth.